Công ty Space Solution Vina xin kính chào tất cả các bạn. Trong series ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng mới trong NX 1872, đó chính là tính năng Assembly Node Option. Ở NX 1872, phần Assembly Node Option NX hỗ trợ cho chúng ta một tính năng nữa là Mini Node. Tính năng này giúp chúng ta có thể mở nhanh một file lắp ráp tương đối nặng trong thời gian ngắn. Ở các bản Linux về trước thì không có tính năng này. Khi chúng ta muốn load một bản vẽ rất là lớn thì nó phải đợi thời gian rất là lâu. Bây giờ ví dụ chúng ta sẽ thấy khi với Linux bình thường chúng ta sử dụng tính năng fully load này, ok này, open này, fully load đúng không? Ta chọn mở một file, như tôi mở một file rất là nặng đấy, đó, nó sẽ chạy loading rất là lâu. Chúng ta có thể thấy lớn file đó, chúng ta sẽ thử với tính năng Mini Node Option này. Open, chọn file. Ở tính năng Option, ta chọn xuống Mini Node. Và bấm OK. Các bạn có thể nhìn thấy nó gần như node ngay trực tiếp các file bản vẽ. Và nó sẽ node dần từng bộ phận để hiển thị cho chúng ta cái view trước. Với NX12 thì chúng ta sẽ không có tính năng này. Đó, chỉ có tính năng Node Structure này, User này, không có tính năng Node Option. Đó, có các tính năng Node này, không có Mini Node. Với Node Option, Mini Node trên NX1872 giúp chúng ta mở nhanh cái file chi tiết lắp ráp rất là lớn, và chúng ta có thể khi đôi khi chúng ta chỉ cần view một góc nhỏ ở đây thôi, xem một phần nhỏ, một unit nhỏ trên cả một hệ thống bản vẽ lắp lớn, chúng ta không phải mất thời gian để đợi quá lâu cho bản vẽ nốt bản vẽ đó, và chúng ta có thể sử dụng tính năng mini node để xem một phần và nó sẽ hiển thị ngay lập tức.